Chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái chủ đề vừa liên quan đến xe và vừa liên quan đến những cái tài sản giá trị, mà cụ thể ở đây là những cái tài sản giá trị về lâu dài. Vâng ạ. Đấy. Và một người em mà tôi có mời đến tham gia cái chương trình tư vấn ngày hôm nay, đấy chính là em Thực. Và em cũng vừa là chủ và vừa là những người có tính thực chiến rất là cao trong cái lĩnh vực về bất động sản. Và anh nói luôn cái nhu cầu của anh. Và đến cái tầm tuổi như mình rồi, mình đang nghĩ đến những cái sản phẩm mà để sử dụng lâu dài về sau nữa. Và nó có thể đảm bảo các yếu tiêu chí về pháp lý này. Và về tiện ích này. Dạ. Và đặc biệt nó phải có một cái giá trị mang lại cái độ hưởng và cao. Như những cái xe mà kiểu nó ở cái cấp độ sang hoặc là siêu sang ấy. Anh và thích những cái sản phẩm có thể là gọi là limited nữa đúng không anh? Kiểu nó là như vậy. Và thì anh rất muốn là nhờ Thực là chia sẻ rồi tư vấn cho mình một cái. Thứ nhất là nó là nên ở đâu? Và trong ở đâu đấy thì nó là cái sản phẩm cụ thể như thế nào? Hôm nay thì mình và anh Hùng có một cái chuyến, đó là về Vinhome Royal Island. Người ta còn hay gọi là Vinhome Vũ Yên anh ạ. Là một cái hòn đảo ở trong trung tâm thành phố Hải Phòng. Đấy. Thì chắc là anh là cũng mải miết lao động bằng nghề xe là nhiều năm rồi. Đúng rồi. Và bây giờ cũng đang muốn chọn cho mình ở một cái, có thể nó là một cái nơi để mình ở, mình tận hưởng, hoặc thậm chí là thể hiện đẳng cấp, nhưng mà vẫn phải sinh ra tiền nhá. Đúng rồi. Người càng giàu đúng không? Rồi. Thì người ta càng có tư duy vừa ở vừa sinh ra tiền được. Đấy thì lại rất là ok. Thì như anh thấy là ở cái Vin Vũ Yên này, thì em cứ gọi tắt là Vin Vũ Yên đi. Rồi. Thì chúng ta thấy là nó có tới 11 phân khu cơ. 11 phân khu. Và nó có rất nhiều cái phân khu khác nhau, nhưng đại đa phần các phân khu ở đây thì đều là những cái biệt thự đơn lập và song lập. Làm em liên tưởng ngay lập tức đến Vinhome Riverside. Vì nhà nào cũng sẽ có mặt hồ này. Nhà nào thì cũng sẽ, mà như ở đây thì nó còn có cả một mặt hồ và có cả một mặt biển. Biển nhân tạo nữa. Rồi. Rất là đẳng cấp anh ạ. Đấy, thì với cái, và do là cái nguồn cung ở cái phân khu đấy nó không có nhiều nữa. Nó sẽ tập trung vào toàn bộ cái tầng lớp tinh túy nhất. Rồi. Ở riêng thị trường Hải Phòng. Chưa tính là những nhà đầu tư Hà Nội em nghĩ là cũng có thể nghiên cứu với cái phân khúc đầu tư này. Rồi. Đấy. Thì anh có biết nhiều đến cái phân khu này chưa? Thực ra hôm trước thì anh đã có xuống đây với cả Hoàng Đức rồi. Và đấy, khi đấy thì toàn bộ cái công trình đang trong quá trình xây dựng, nhưng mà mình đã nhìn thấy một cái quy mô của dự án rất là lớn. Chính xác. Và đều là nó mang tầm vóc kiểu như là đẳng cấp của thế giới. Và đúng rồi ạ. Và thực sự là có những thứ thế giới còn chưa chắc đã có được. Và những cái thiết kế và những cái tiện ích như chính xác cái bên Vinhome Vũ Yên này. Mà anh với Hoàng Đức hay nói là vui là mình vào đây là mình vào cái đảo của tỷ phú rồi. Đúng đúng. Người ta vẫn gọi đảo, hòn đảo này là hòn đảo tỷ phú mà. Đấy. Thì như anh thấy đúng không? Những cái gọi là tiện ích cơ bản như là cao cấp của Vin thì nó đã tích hợp hết ở đây rồi. Rồi. Ví dụ như là mega này, trường học này, gì nữa ạ? Bệnh viện này. Tức là Vinmec này, VinSchool. Và rồi là Vincom, tất cả những cái thứ đó đều là tiêu chuẩn cao của Vin rồi. Chính xác ạ. Rồi. Ngoài ra còn có những cái mà em nghĩ là ở những cái Vinhome khác chưa có. Chẳng hạn như là anh em mình thấy đó là cái học viện cưỡi ngựa Hoàng gia, đúng không? Chính anh là người xuống tham dự cái buổi khai trương cái học viện cưỡi ngựa đó. Và khá bất ngờ là có rất nhiều người và hào hứng với cái bộ môn quý tộc đấy. Chính xác anh ạ. Thật đấy, sự luôn. Nó sẽ là một cái trend, em nghĩ là sau này là những giới quý tộc người ta sẽ đều dùng. Tại vì Việt Nam mình là một trong cái nước mà mình phải công nhận một điều là mình phát triển sau các nước châu Âu hàng trăm năm. Thì những cái gì tinh túy anh thấy không? Của châu Âu sau này nó cũng sẽ có ở Việt Nam mình ạ. Và ở cái đảo tỷ phú Vinhome Vũ Yên này đang làm những cái việc như thế. Chính xác và anh ạ. Đấy, theo anh hiểu thì bởi vì anh cũng có một chút thông tin dự án rồi, nhưng bởi vì trước khi mình quyết định gì đấy mình phải có những người chuyên gia, những người chuyên nghiệp. Và thì trong việc đầu tư bất động sản thì cái vấn đề về tiện ích, vấn đề về cuộc sống, nói chung là mọi vấn đề nó sẽ giúp cả cái bất động sản để tăng trưởng và có giá trị thực dụng nữa. Rồi. Thì như em thì em biết là anh rất hay đi golf. Thì ở đây nó có một cái rất là hay mà em rất là thích, đó chính là nó có một cái sân golf tới 36 lỗ. Rồi. Đấy, để phục vụ anh luôn, ở nhà ra đây thì nó tương đối là gần. Cái sân này thách thức phết đấy em ạ. Đấy. Nhưng lại mà anh đánh sân này rồi. Trước à, thế ạ. Tức là trước khi hình thành để có cái cơ sở hạ tầng quy mô như ngày hôm nay. Và thì cái sân đấy đã đi vào hoạt động rồi. Dạ. 36 hố và 27 hố đèn. Và ở đây đang thường xuyên tổ chức những cái giải cũng quy mô quốc gia.
Wow, hoặc là đấy. quốc tế, hội Và tụ những cái gôn thủ gọi là cấp trên thế giới cũng về thi đấu, và những cái gôn thủ tốt nhất tại Việt Nam như anh Minh rồi vân vân đều là thi đấu ở đây. Wow, đấy. Đấy. Tiếp theo đi ạ. Một cái điểm nữa mà chắc em nghĩ là đây cũng phải đẳng cấp của top 1 thế giới mà em đang hình dung như kiểu là bên Monaco ấy. Đó chính là cái bến du thuyền. Tại vì là nếu mà chúng ta chưa tiếp tiếp cận nhiều thì chúng ta chưa hiểu được là cái giá trị của cái bến du thuyền trong dự án nó như thế nào. Anh cá nhân như anh và anh cũng chưa hiểu được. Và Anh muốn nhờ em. Tức là đối với một cái bất động sản mang đẳng cấp thế giới thì bản thân em thì em chưa được hưởng thụ cái đấy, nhưng mà em cũng được học nhiều, cũng được trải nghiệm. Thì em biết một điều ấy là những cái bất động sản mà ở những cái nước mà cực kỳ là đẳng cấp của thế giới, những cái vị trí đẳng cấp thế giới, thì cái bến du thuyền sau này nó là một cái gì đấy, nó khẳng định được cái vị thế của chủ nhân. Đấy. Tức là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng, mà có thể nói là quan trọng nhất để khẳng định được vị thế của một người chủ nhân sở hữu một trong những cái tài sản, một hoặc nhiều và những cái tài sản ở trong một cái đảo nó mang tầm vóc quốc tế của những cái tỷ phú. Chính xác ạ. Đấy, mà ở dự án này thì lại có một cái bến du thuyền rộng tới 10 ha. Đấy, rất là tuyệt vời. 10 ha. 10 ha anh 300 ạ. Điểm độ. Vâng, 300 điểm độ. Chùa ngựa các cái khu học viện Hoàng gia hôm trước anh xuống, anh học viện cưỡi ngựa Hoàng gia ấy, anh xuống anh thấy là cũng khoảng hơn 300 chùa. Mà toàn cũng dòng gọi là quý tộc hết. Tức là ngay cả ngựa cũng vậy. Dạ. Thì bởi vì là mình cũng có, trước khi đấy thì mình cũng phải có thời gian mình nghiên cứu. Và đấy, và cho đến ngày hôm nay cái hạ tầng nó lên như thế này rồi thì mình thấy là đây, đây là một cái công viên đúng không? Và đang trong quá trình gọi là hoàn thiện thành. Dần. Đấy. Đấy, hoàn thiện dần. Và anh, như anh thấy cái dự án ở khu này thì người ta mới đang xây dựng, nhưng mà những cái công viên này thì cũng đã lên hình hết rồi. Rồi. Đấy là những cái tiện ích mà thực ra là anh em mình ở ở Hà Nội nó cực kỳ là xa xỉ. Mà mình hay thấy ở trong Vin mới có thôi. Vì ở Hà Nội gọi là tấc đất tấc vàng. Anh em mình vào đây để chuẩn bị nghĩ về một chút về tương lai được không nhỉ? Vâng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vườn, đây anh nghĩ là vườn Thượng Uyển à? Một cái vườn Thượng Uyển. Vâng ạ. Mà trong ở các cái phân khu trong Vin này thì có rất nhiều cái vườn, dạ vườn kiểu như vườn Thượng Uyển như thế này. Dạ vâng. Đứng đây thì rất là mát, đẹp, ta rất là tuyệt vời. Hồ. Có một cái điều nữa mà em cũng muốn tiết lộ với anh. Ừ. Thực ra là vì thực ra anh thì muốn ở, muốn tận hưởng, nhưng mà em vẫn nói là em là máu trong người làm bất động sản mà, thì chúng ta phải có giá trị về đầu tư nữa. Đấy, thì cái phân khúc thì chúng ta sẽ phân khúc về phân khúc giá đi. Rồi. Thì em cũng vừa hỏi qua chứ biết là giá chính thức là như thế nào. Đấy, nhưng mà đâu đấy vào chỉ khoảng từ 80 đến 120 triệu mét. Mà những cái tiện ích, những cái đẳng cấp, chúng ta cứ hình dung, chúng ta so sánh đi. Thế bây giờ anh sang, anh dự đoán Vinhomes Riverside bây giờ khoảng bao tiền mét? Hay là anh Green Bay là ví dụ như Riverside phải trung bình giá phải 200 đến 300. Bây giờ 200-300 không thể mua được. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải mua với giá khoảng 400-500 triệu một mét. Thậm chí có những vị trí hơn. Green Bay thì sao? Green Bay cũng phải tầm đấy hoặc thậm chí cũng hơn. Thế thì so với cái giá ban đầu mà đưa vào? Đấy, thì giá ban đầu anh cứ hình dung như này. Em hôm trước vừa nói chuyện với bạn em. Ừ. Đây là một người bạn mua cái căn ở Green Bay ở bên bên trong. Nhà bạn ấy mua với lúc 20 tỷ. Thì bây giờ nếu bán 66 tỷ mất luôn. Tức là gấp hơn 3 lần rồi. Gấp hơn 3 lần rồi anh ạ. Nhưng anh nhớ là trong Green Bay anh có xem mấy chương trình có những căn 4-500. À, những cái căn 4-500 là hết mặt hồ đều 4-500 hết anh ạ. Giá khởi điểm ban đầu khoảng bao nhiêu? Giá khởi điểm ban đầu thì em không nhớ rõ, nhưng mà đều đã lên gấp nhiều lần rồi. X lần rồi đấy ạ. Đấy, đấy là cái bất động sản hàng hiệu nó sẽ có những cái key như vậy. Thế có nghĩa là ở đây những cái thứ mà đã từng thành công rồi. Và chúng ta có thể liên tưởng đến chúng nó. Chúng ta có thể là dùng nó để tham khảo. Chính để xác. Tăng thêm cái sự tự tin. Thực ra thì chúng ta đều biết Hải Phòng là một trong những cái tỉnh có nền kinh tế rất là mạnh. Tập trung cũng rất nhiều người có điều kiện. Rồi. Nhưng mà bây giờ giá thì lại không hề là cao anh ạ. Thế có nghĩa rằng ở đây nếu như chúng ta làm cái việc đó ở Hà Nội thì có nghĩa là cái giá khởi điểm nó đâu đấy nó cũng phải tầm... Ngày xưa thì ở Hà Nội thì chúng ta cũng có thể mua với phân khúc. Chỉ... Em nghĩ là hồi đầu tiên bán Vinhome nó chỉ có mấy chục triệu thôi. Thậm chí là dưới 100 triệu. Thì bây giờ chúng ta đang phải mua với giá khoảng 500. Thì đấy có nghĩa thì... nếu mà cùng như cái này mới triển khai ngay tại Hà Nội thì cái giá khởi điểm của nó cũng là... Là bây giờ nếu mà ở Hà Nội một dự án mới em nghĩ nó bán khoảng 500-600 triệu. Đó. Và đấy. Ở đây cái mức giá như thế này. Với một cái điều kiện nữa rằng là cái hạ tầng cơ sở kết nối
Chính xác. Và chính là bây giờ nhà đầu tư như em chẳng hạn thì em có thể mua để đấy và đợi đến thời điểm em có thể bán. Đấy là một khoản đầu tư. Còn những người mà có nhu cầu ở và đầu tư cũng rất hợp lý, vừa ở được vừa được tận hưởng tất cả mọi thứ, nhưng mà giá trị đất thì có thể là vẫn tiếp tục sẽ tăng. Rồi. Và em thì em có một đội dự án sẽ nghiên cứu từng chủ đầu tư, từng phân khúc, từng tốc độ tăng trưởng hàng năm. Thì trước khi mà đầu năm chúng ta tăng trưởng mà nó vừa có một cái khúc khoảng 30% lên như này rồi. Thì trước đấy xong ấy, thì Vinhome, một số dự án của Vinhome, đại đa phần dự án của Vinhome ấy, đều có tốc độ tăng trưởng trung bình là từ 20-25% một năm. Trung bình năm. Trung bình năm. Rồi, đấy rất là khủng khiếp đấy ạ. Nếu một dòng tiền lớn đúng không anh? Chúng ta bỏ ra cả 100 triệu để mua, nhưng mà nếu mà để mà từ 100 là một dòng tiền lớn một năm chúng ta ví dụ như 100 tỷ đúng không, để nó sinh ra 120 thành 125 tỷ là không hề đơn giản. Gặp em thì anh lại đẩy ra một cái mới, đấy là tức là nếu mình có nhu cầu mua để dùng nhưng nếu mà nó lại sinh ra cái khả năng sinh lời ra tấm ra món. Vâng. Tại sao ạ? Thì đấy là cái mà em muốn nói. Tại vì em là góc độ là làm bất động sản. Và trong cái phân khu này là em thấy là cái đảo Hoàng Gia và nó đang có những cái hội tụ rất là nhiều những cái lợi thế, những cái ưu thế và những cái tiềm năng là như vậy đúng không? Vâng, về cả phong thủy cũng rất là tốt. Phong thủy nó cụ thể là anh thấy nhá. Anh có xem Sa Bàn rồi. Vâng. Thì có một cái dòng sông tĩnh lặng. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Bao quanh có dòng chảy. Đấy. Tức là về cái tự nhiên nó đã mang lại cho cái vùng này nó luôn luôn có những cái luồng không khí mới. Rồi. Tức là kể cả chúng ta có làm phong thủy hay chúng ta sống ở đâu thì chúng ta cần thay đổi không khí, chúng ta cần lưu thông. Thì những cái tại sao mặt hồ nó lại đắt, tại sao mà mặt sông nó lại đắt như vậy? Vì nó có lý do của nó cả. Rồi. Anh cảm giác như là anh luôn luôn được thanh lọc không khí hàng ngày ấy. Rồi. Thì mình ở đấy mình cũng khỏe. Đấy, còn những nơi mà nó cứ tù túng, nó cứ chui quanh chui vào thì anh nó sẽ bị mệt mỏi thôi. Thực ra anh cũng có phải tham khảo trước đấy. Bởi vì anh cũng đi lại dự án này mấy lần rồi. Nhưng mà tính mình thì bởi vì cái nguồn lực của mình nó cũng vừa phải. Vâng. Nhưng mà lại muốn chỗ đẳng cấp. Nhưng mà mình muốn cái khoản mình nó lại như em nói là nó phải thứ nhất là phải đảm bảo về an toàn tài chính. Vâng. Thứ hai lại có khả năng sinh lời, ba lại về vấn đề về sử dụng nữa. Dạ vâng. Thì có rất nhiều những cái thứ đấy đúng không? Dạ. Mua xe cũng vậy mà. Dạ vâng. Mình cũng mua một cái xe mình đòi hỏi rất nhiều thì tại sao mình không tham khảo những chuyên gia? Tuy chính nhiên xác. Khi mà theo dõi thì anh cũng có thấy một cái như này, cái lối kiến trúc. Vâng. Trước đây thì anh lại thích những cái lối kiến trúc nó hiện đại, nó công nghiệp. Vâng. Những cái xu hướng về sau này anh lại thì có một cái xu hướng là mình thích những cái kiến trúc nó cổ điển một chút. Và đấy, và nó cũng phải điểm những cái nét tinh xảo. Giống à như... thì cái dự án đấy thì anh lại quá hợp lý với anh rồi, tại vì giá vàng hết bên ngoài các thứ. Anh đọc có thấy là anh tham khảo các bạn là có thấy nói là về các cái việc là cổng vòm này. Và rồi các cái phần phào chỉ ốp này. Dạ. Và kiến trúc là kiến trúc kiểu Pháp. Đúng rồi ạ. À, hôm trước em cũng đã được mời tham gia một cái sự kiện của một tập đoàn ra mắt một sản phẩm ở chân cầu Thăng Long. Cũng là dạng biệt thự ven sông. Và sẽ hoàn thiện và bán với giá từ 5 đến 700 tỷ một căn anh ạ. Sẽ là hàng limited. Nó limited và sát Hà Nội. Và nhưng mà đấy thì ở đây thì chúng ta vài trăm tỷ chúng ta đã sở hữu được rồi. Mà không khí hiện tại mình đang đứng đây rất là tuyệt vời. Dạ vâng, rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời. Tức là ở đây mình muốn ở góc độ mà thu thập thông tin từ những cái chia sẻ của Thực ấy. Và mình cũng phải tóm tắt lại như này, bao gồm là ví dụ như là cái nhu cầu của mình là bao gồm mình ở trước khi hưởng thụ. Và thì tôi phải có những cái tiện ích nhu cầu cơ bản. Chính bao xác. Gồm là về y tế sức khỏe. Và đấy, về giáo dục. Và đấy, về mua sắm cho những cái nhu cầu thường nhật. Thì chính tất cả đều đã có cái hệ sinh thái của Vin. Vâng. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta có những cái tiện ích gọi là mình hay nói là không cái nơi nào có. Ở đây có thì ta có thể dùng được cái từ gọi là đặc quyền. Vâng. Đấy đúng không? Đúng ạ. Có những cái bộ môn rất là đẳng cấp. Chính xác. Gôn, du thuyền đỉnh cao như em nói để và rồi ngoài ra là nếu như tôi có một cái ở đây thì và hoàn toàn là anh em họ hàng rồi bạn bè mới xuống thì cũng phải có cái các cái phân khu vui chơi chứ. Mình thì mình là gọi là thích những cái tĩnh, nhưng có những người lại thích những cái khu động. Dạ thì và ở đây có cây park. Và quên hát anh cũng đã đến rồi. Dạ và mình cũng rất cẩn thận. Rồi những cái quảng trường châu Âu. Và những khu vui chơi trẻ con thì nó sát mặt sông, mặt cảng cũng rất là đẹp anh ạ. Đấy, cả khu đi bộ ngoài đấy nữa. Ăn chơi vui chơi giải trí đầy đủ. Vì có riêng một phân khu làm thương mại dịch vụ. Thì ở đấy là chúng ta khu quảng trường ấy. Rồi. Thì sẽ tập hợp hết nhà hàng, quán ăn, rồi phố đi bộ, hết cái khu đằng bên đấy rồi. Thì là cũng là những cái mà rất là đặc sắc của Vin có thể làm. Okay. Với sau khi quá trình đầu tư nữa thì sẽ có một tệp khách hàng như này anh ạ, dự án nào người ta sẽ mua?
Tức là dự án nào cũng mua? Sẽ mua một căn. Thì nếu mà những nhà đầu tư mà xem video này thì có thể nghiên cứu Vin Vũ Yên. Đấy, tại vì là có đến một thời điểm nào đấy thì chúng ta sẽ là sưu tập các dự án. Mỗi dự án chúng ta phải có một vài căn nhà đấy anh ạ. Em nói câu chuyện đấy là giống sưu tập xe. Có những người sưu tập siêu xe. Và những người sưu tập xe cổ. Và mỗi cái đều có cái tập khách hàng như thế. Và thực ra anh cũng đã có một cái ở trên Ocean Park rồi. Dạ đấy. Thì bây giờ mình cũng muốn là có những cái sự nỗ lực của mình. Dạ. Mình cũng muốn là đưa những cái tài sản của mình, những cái tiền của mình để vào những cái tài sản. Dạ vâng. Pháp lý đầu tiên là phải ok, cái thứ hai là tôi hạ tầng là phải hoàn thiện đầy đủ. Dạ vâng. Và đặc, những cái cơ bản là phải có. Dạ vâng. Ở nói chung Vin thì về pháp lý với cả về hạ tầng thì em nghĩ là chắc là có cả một cái lịch sử để chúng ta xem rồi. Thì mình không phải nói nhiều nữa. Tại vì là gọi là có tóc để túm ấy. Thế nhưng mà một câu hỏi rất quan trọng này. Dạ vâng. Thời điểm này đã hợp lý chưa? Về thời điểm ấy thì em nghĩ là thời điểm nào cũng hợp lý khi giá nó phù hợp. Trong đầu tư bất động sản với em thì không tính thời điểm ạ. Em chỉ tính thứ nhất đó chính là về giá, thứ hai là về cung cầu. Về giá thì ví dụ như sản phẩm của Vin thì với cái phân khúc như thế thì mọi người có thể phân tích cái tiềm năng đấy, cái tiện ích của nó và nhìn ra cái tương lai của nó, cái vị trí của nó để sinh ra giá và so sánh. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt lên bàn cân được. Đấy, còn về cung cầu nữa, rồi về rất nhiều các cái yếu tố khác nữa. Thì nếu như em thì em bất cứ lúc nào mà có giá tốt em mua, em đều mua được và em đều thắng. Thời điểm nào cũng vậy. Thời điểm nào với em nó cũng thế, chỉ cần giá tốt. Hôm nay thì rất là cảm ơn em. Sau khi có được cái sự tư vấn của em Thực thì mình bắt đầu là tiếp tục đi tự trải nghiệm xem là cái công trình này với những cái tiện ích đẳng cấp như vậy thì đã hoàn thiện đến đâu rồi. Thì thực sự là đây, tôi đang đứng ở cái trung tâm văn hóa, toàn bộ khối kiến trúc này thực sự là đúng là kiểu một phong cách rất là Hàn Quốc và nó thể hiện cái sự năng động. Mình đứng đây mình cảm thấy là mình trẻ ra rất là nhiều. Thật sự luôn, đôi khi có những lúc mình cần sự tĩnh lặng nhưng có những lúc mình cần sự sôi động để nó có được cái sự thay đổi về mặt tâm trí cũng như là về mặt tinh thần. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nhé. Chúng ta có toàn bộ cái vườn thượng uyển. Tôi có thể gọi đây là vườn thượng uyển được. Đó, nó nằm bao bọc bao gồm là cây xanh rồi các cái khu ngồi nghỉ, rồi là có cả hồ nước bao quanh, nó rất là đẹp. Ở đây chúng ta có thể nhìn sang bên này đi. Thì nó là một con đường và đây là toàn bộ là phố đi bộ. Nơi đây là một trong những cái trung tâm sầm uất nhất. Đấy, trước khi mình quyết định cái gì mình tìm hiểu dự án cũng rất là kỹ. Đấy, và các cái lễ hội thì thường xuyên tổ chức ở đây. Và nếu ở đây thì chúng ta sẽ ra đây, chúng qua một cái khung cửa này, chúng ta đứng đây chúng ta nhìn này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy một cái khung cảnh cực kỳ thơ mộng. Đây là một dòng sông Bạch Đằng này, hoàn toàn là tự nhiên. Đó. Và tại thời điểm bây giờ không khí là cực kỳ là mát mẻ. Nhưng ở đây nếu mà theo Thực nói thì tôi đang kỳ vọng rằng là cái phân khu đảo Hoàng Gia nó có một cái dòng sông còn tĩnh hơn nữa. Ở bên này là thể hiện cái dòng chảy cực kỳ sôi động, nhộn nhịp, bao gồm cả thuyền bè, bao gồm cả cầu cảng, bao gồm phố đi bộ, bao gồm trung tâm lễ hội. Và phía bên này là toàn bộ các ngôi nhà được sơn màu rất là trẻ trung và năng động. Và nơi đây thì có thể nói rằng nếu mà tôi có cơ hội thì tôi sẽ mua tiếp ở đây chẳng hạn, để tôi có cơ hội khai thác ra dòng tiền. Tôi đang nhìn thấy là vậy và tôi đang kỳ vọng nó là như vậy. Nơi tôi đứng đây chính là tháp mặt trời. Cái tháp mặt trời này cao khoảng 45m, cũng rất đẹp, là hướng thẳng nhìn ra phía sông. Và ở bên này là ngay dưới chân là đại hội nhạc nước. Đấy, mỗi khi mà có lễ hội thì toàn bộ cái dàn đấy, các bạn nhìn thấy cái dàn này này, nó sẽ biến thành lễ hội của ánh sáng và nước, rất là đẹp mắt. Thực sự là với một cái quy mô của cái quảng trường như thế này thì nó xứng đáng gọi là một cái quảng trường châu Âu. Khi mà chúng ta sẽ quay nhìn lại phía bên này, đấy, một cái thảm cỏ đấy. Và cái khối kiến trúc này nó, thực ra nếu mà tôi nghĩ rằng khi mà dự án này xong hoàn toàn thì nếu mà tôi đứng đây tôi chụp ảnh thì tôi tin chắc là sẽ có rất nhiều người hỏi cho tôi rằng là bạn đang ở nơi nào ở châu Âu đó. Bởi vì thực sự ở đây là toàn bộ các kiến trúc là theo phong cách của châu Âu với những cái tiện ích thực sự là nó xứng tầm thế giới. Và thực sự những cái yếu tố như vậy tại Việt Nam tôi phải nói là có 1, không 2. Và phía bên kia các bạn sẽ nhìn này là cái sân golf 36 hố mà lúc nãy em Thực có chia sẻ với tôi. Thực ra tôi đã từng đánh cái sân golf này rồi, một sân golf rất là thử thách.
và cái chất lượng của fairway, chất lượng của green và đặc biệt là cái hạ tầng cơ sở khu club và cái cách vận hành và quản trị thì thực sự là đẳng cấp luôn, bởi vì tất cả những cái vấn đề là thương hiệu của Vinhome quản lý rồi.